Trong chương trình, khi Lê Hoàng nói mình là người nhẹ nhàng trong công việc nhưng chuyện tình cảm lại bao đồng, và ở độ tuổi của ông sẽ rất khó để tìm được một người vợ và có được con như nam nhạc sĩ. Nhạc sĩ Đức Huy liền nói, tôi nghĩ mọi thứ đều là do cái duyên. Định nghĩa của duyên là những điều kiện thuận lợi dựa trên nguyên tắc tự nó tồn tại. Nhân sinh duyên mà, khi có duyên mà gặp nhau thì có tránh cũng không khỏi. Tôi vẫn hay nói đùa rằng tôi và vợ nhà tôi mất công tìm nhau lắm, vì 60 mấy năm mới tìm được mà. Thế thì chắc chắn phải có mối duyên hoặc cái nợ, không biết ai nợ ai nhưng cứ phải trả thế thôi. Đức Huy khẳng định, giữa thời điểm hiện tại, ông và bà xã sống có trách nhiệm và cảm thấy bình an. Bình an đối với tôi là trong sáng, trong suốt và không có gì che giấu cả. Cũng tại chương trình, nam nhạc sĩ khẳng định, ông thỏa mãn với cuộc sống và công việc sáng tác ở thời điểm hiện tại. Nghĩ lại trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ đạt được giải thưởng gì trong âm nhạc, tại vì tôi cũng chưa bao giờ dự thi. Tôi cũng không nghĩ viết nhạc, sáng tác là phải nổi tiếng, phải kiếm được nhiều tiền. Nếu bây giờ bạn có điều muốn nói mà nhiều người cũng có những suy nghĩ như thế. Trong khi bạn có khả năng viết hộ người ta thì bạn làm điều đó thôi, ông nói. Trước đó chia sẻ với truyền thông, nhạc sĩ Đức Huy từng tự tin cho biết giữa mình và người vợ kém hơn 4 thập kỷ tuổi, không có khoảng cách. Đầu đời của nàng và cuối đời của chàng nếu có thể hòa hợp cùng nhau thì còn gì bằng, ông bày tỏ. Được biết bạn đời hiện tại của nhạc sĩ Đức Huy kém ông 44 tuổi, quê ở An Giang. Đồng thời bà xã cũng chính là fan của nam nhạc sĩ. Cả hai có khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu trước khi kết hôn. Hiện tại, vợ chồng nam nhạc sĩ và tôi cũng yêu em, cùng hai con nhỏ đang sống tại khu căn hộ cao cấp ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Đức Huy sinh năm 1947, là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc hải ngoại. Ông nổi tiếng với những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng, dễ đi vào lòng người như Và tôi cũng yêu em, Đừng xa em đêm nay, Như đã dấu yêu, Người tình trăm năm và Con tim đã vui trở lại. Trước đây ông từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với 3 đứa con xinh xắn cùng ca sĩ Thảo My. Họ quyết định chia tay nhưng vẫn thường trao đổi chuyện chăm sóc con cái với nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.